Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 10 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt kiều tại Lào tham dự lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Bàng Long. Gặp gỡ với một cô gái tham gia đội múa luân nữ 5 lần đạt kỷ lục Việt Nam. Hội Lim bảo tồn phát huy giá trị dân ca quan họ với những làn điệu say đắm lòng người. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 7 tháng 2, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã phối hợp với chính quyền thành phố Sakai, tỉnh Osaka và ngân hàng Ikeda Sensu tổ chức hội thảo giới thiệu môi trường đầu tư Việt Nam cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Tham dự hội thảo có đại diện của 40 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và công nghệ cao. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã cung cấp các thông tin tổng quan cập nhật về tình hình kinh tế, các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, những tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trong những năm gần đây, thành phố Sakai và các doanh nghiệp quan tâm và tăng cường triển khai nhiều chương trình hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam. Ngày 8 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu, kiều bào và Phật tử người Việt ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tham dự khóa lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Bàng Long. Đây là một hoạt động thường niên của cộng đồng người Việt tại Viêng Chăn nói riêng và tại Lào nói chung nhân dịp năm mới nhằm nguyện cầu cho đất nước thanh bình, người dân yên ấm và tưởng nhớ đến công ơn sâu nặng của các bậc tiền nhân. Hòa thượng Thích Thọ Lạc, trụ trì đời thứ 5 của chùa Bàng Long cho biết, buổi lễ không chỉ nhằm cầu nguyện cho hòa bình thế giới, quốc thái dân an, mà còn cầu nguyện cho bà con có được một năm mới bình an, hạnh phúc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng, cùng hướng về quê hương đất nước. Đây cũng là buổi lễ cầu quốc thái dân an đầu tiên được tổ chức tại chùa Bàng Long trong năm 2017, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn trong những ngày đầu năm mới. Theo phong tục tập quán, các cụ ngày xưa thì đi lễ đầu năm để cầu an, lấy phước cho gia đình và chúng tôi dù là xa quê hương từ nhỏ, sinh ở đây nhưng chúng tôi vẫn giữ theo cái phong tục tập quán của ông cha ngày xưa, đầu năm đi lễ để cầu an và theo đạo Phật. Ở ngôi chùa này thì chúng tôi cũng cảm thấy có một cái sự ấm cúng và quy tụ của những bà con Việt Kiều ở đây càng ngày càng đông. Vì thế là cứ những đầu xuân là chúng tôi thường đi để đến những ngôi chùa này để thắp nén hương, để làm sao mà cầu được ước thấy và những cái điều vui vẻ và những điều hạnh phúc, và không những của gia đình mà của cho tất cả mọi người. Chùa Bàng Long do Hòa thượng Thích Tố Liên và bà con Phật tử là Việt Kiều tại Lào xây dựng vào năm 1942. Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, thì ngay từ tên gọi của ngôi chùa Bàng Long đã nhắc nhở bà con người Việt, dù có sống ở bất cứ nơi nào, nhưng cũng đều là con lạc cháu hồng. Bởi chữ Bàng chính là nhắc tới thời đại Hồng Bàng, còn chữ Long có nghĩa là lạc long quân. Bởi vậy, trải qua nhiều năm, chùa Bàng Long không chỉ là nơi sinh hoạt cho cộng đồng người Việt tại Viêng Chăn, mà tất cả các chùa Việt khác trên khắp nước Lào cũng quy tụ về đây để thực hiện đời sống tâm linh của mình và tu học Phật pháp. Chùa Bàng Long cũng là cái nơi mà quy tụ cho cộng đồng Việt Nam cũng như bà con Việt Kiều đang sinh sống tại Viêng Chăn nói riêng và nước nào nói chung, là quy tụ về đây để sống trên tinh thần hòa hợp đoàn kết, rồi tương thân tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cũng chia sẻ những niềm vui cũng như là nỗi khổ của mình để chung tay góp sức để sống làm sao cho nó tốt. Cùng với chùa Phật Tích, chùa Bàng Long hiện là hai ngôi chùa Việt lớn nhất ở thủ đô Viêng Chăn. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động tôn giáo và gìn giữ văn hóa truyền thống của bà con Phật tử người Việt, hiện đang sinh sống ở thủ đô Viêng Chăn nói riêng và đất nước Lào anh em nói chung. Vâng, đó là tại Lào. Còn tại Cộng hòa Liên bang Đức thì một hoạt động đón xuân mới tại thành phố Thaler của cộng đồng người Việt vừa diễn ra tại nhà hát Clubhouse. Hội người Việt Nam của hai thành phố Thaler và Halberstadt, Cộng hòa Liên bang Đức đã phối hợp cùng tổ chức liên hoan đón mừng xuân mới Đinh Dậu 2017.
Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao của đất trời, không khí háo hức tưng bừng của đầu mùa xuân tươi đẹp. Chương trình được mở đầu với tiết mục múa sư tử và văn nghệ cây nhà lá vườn do chính bà con biểu diễn. Các vị khách mời, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức, chính quyền địa phương và đại diện các hội đoàn đã phát biểu khen ngợi cộng đồng người Việt ở đây đã đoàn kết, phát triển, chấp hành tốt luật pháp và nhanh chóng hội nhập vào nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa ở địa phương sở tại. Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội người Việt Nam đã trao giấy khen, phần thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, nghệ thuật và thể thao. Tuy sống xa tổ quốc, nhưng những ngày lễ hội, Tết truyền thống của dân tộc vẫn được cộng đồng người Việt duy trì, tổ chức để cho các thế hệ trẻ được sinh ra và trưởng thành ở Đức, hiểu biết hơn về văn hóa, phong tục tập quán và bản sắc dân tộc. Như chúng tôi đã đưa tin, cậu bé 14 tuổi, tài năng violon Trần Lê Quang Tiến được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu của năm 2016. Là học sinh khoa dây của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Quang Tiến là gương mặt trẻ nhất của thủ đô, vinh dự nhận giải thưởng danh giá này. Bắt đầu con đường chuyên nghiệp khá muộn, từ năm 10 tuổi, trải qua quá trình luyện tập miệt mài, Trần Lê Quang Tiến đã sở hữu bảng thành tích đáng nể như giải nhất thi đàn dây quốc tế tại Thái Lan năm 2014, học bổng Toyota năm 2015 và đặc biệt là giải nhất cuộc thi violon quốc tế tại Kazakhstan năm 2016. Trần Lê Quang Tiến đã trở thành niềm tự hào của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khi là người thứ hai sau nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy đạt giải nhất cuộc thi Tchaikovsky dành cho lứa tuổi trẻ theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của châu Âu và quốc tế. Vào tháng 7 tới đây, em sẽ tiếp tục lên đường để tham dự cuộc thi violon Tchaikovsky giành giá này. Những màn múa lân rộn ràng vào mỗi dịp lễ hội, chắc chắn quý vị đã không ít lần được thưởng thức. Những bước chân nhịp nhàng thoăn thoắt của các chú lân luôn làm cho người xem cảm thấy rộn ràng và hứng khởi. Và ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng thưởng thức màn trình diễn ngoạn mục trên mai hoa thung của một kỳ lân đặc biệt nhất Việt Nam. Đây là cô gái duy nhất nắm giữ 5 kỷ lục và 29 huy chương vàng về lân sư rồng tại Việt Nam. Lúc đầu tiên thì mình múa lân thì ai cũng chê cười mình, bị té cũng có sợ nhưng mà gắng cố gắng vượt qua để có những thành công như bây giờ. Mơ vươn tới bầu trời khiến đôi chân nhỏ lần đầu tiên đặt lên vàng mai qua thung khi mới 10 tuổi. Và giờ thì đã là một sư tỷ, vừa tung hứng vừa làm chủ cột cao trên 10 mét. Mình muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng trong thể thao thì những gì mà nam làm được thì nữ chúng ta cũng có thể làm được. Và 14 năm qua, những gì cô gái này chứng minh được còn hơn cả kỳ vọng của chính cô. Đó là niềm tự hào của miền Tây khi sở hữu cô gái vàng và những kỷ lục múa lân trên cột cao nhất Việt Nam. Vâng, cùng chia tay với những màn múa lân rộn ràng thì chúng ta hãy cùng đến với một địa điểm. Và những ngày này thì xã Triềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đang được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết của hoa mơ, hoa mận. Hoa mận ở Sơn La chỉ nở trong vòng một tuần đến 10 ngày là rụng hoa và chuyển sang giai đoạn kết trái. Vậy nên rất đông du khách trong và ngoài tỉnh Sơn La đã tranh thủ thời điểm này là thời điểm đẹp nhất của hoa mận để đến đây tham quan, chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm mùa hoa mận ở miền núi Sơn La. Hiện tại đang là thời điểm nở rộ đẹp nhất của hoa mận.
Trên các triền đồi được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết của loài hoa này. Mỗi mùa hoa mận nở, xã Triềng Đen như tựa chốn thiên đường, làm đắm say bao du khách thập phương. Em thường đến đây để chụp những bức hình đẹp để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của mỗi mùa hoa mận về. Một vài ngày tới, nếu không tới thì hoa mận tàn thì lúc ấy là không còn ý nghĩa gì cả. Hoa mận chỉ nở vào mùa xuân và trong thời gian rất ngắn, nhưng chỉ cần từng đó thời gian cũng đã đủ để hoa mận có thể nhuộm đỏ khắp cả một vùng trời Tây Bắc. Sắc trắng tinh khôi trong sương sớm đã làm cho những bức tranh mùa xuân thêm tươi đẹp, thu hút được đông đảo khách du lịch đến với Sơn La. Chia tay với Sơn La, chúng ta hãy cùng đến với Hội Lim ở Bắc Ninh. Vâng, Hội Lim vẫn luôn là một trong những nét sinh hoạt văn hóa lễ hội đặc sắc của vùng Kinh Bắc, với đặc trưng là dân ca quan họ và các trò chơi dân gian. Những phút cuối cùng này của bản tin, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với Hội Lim trong ngày khai hội, hòa mình trong những làn điệu dân ca quan họ đắm say lòng người. Thưa quý vị kính mến, một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng trở về với miền quê hương quan họ Bắc Ninh Kinh Bắc, để rồi cùng đắm cùng say, cùng nhớ cùng thương với những câu ca quan họ thấm đượm tình của quan họ. Chỉ vì mê mẩn những câu ca quan họ mà những vị khách dân tộc Mường của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã dậy từ 2 giờ sáng để kịp về với Hội Lim. Những làn điệu mượt mà chứa cả tình người quan họ, cứ thế níu chân du khách gần xa. Tôi thì cũng được nghe nhiều quan họ rồi, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên tôi đến đây thì là tôi thấy cảm xúc những cái làn điệu quan họ, tôi nghe cảm giác người nó lâng lâng mà thấy khó tả lắm đấy ạ, thấy vui lắm ạ. Với quyết tâm tổ chức lễ hội văn minh, năm nay không gian đồi Lim đã được xây dựng mới, không còn bụi bẩn, mất vệ sinh như những năm trước. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để du khách được du xuân chảy hội trong không khí an toàn, tươi vui. Nghiêm cấm tất cả các trò chơi, các dịch vụ khác với các hoạt động truyền thống tại khu vực đồi Lim, để bà con chảy hội Lim ở khu vực đồi Lim có một cái không gian lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc. Thế và như các bạn đã thấy thì năm nay thì quảng trường đồi Lim đã được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh thì đã xây dựng rất là khang trang, bà con chơi hội rất là phấn khởi. Tại Hội Lim năm nay, lần đầu tiên nhà chứa quan họ theo hình thức ngôi nhà truyền thống năm gian đã được tỉnh Bắc Ninh đưa vào hoạt động, phục vụ du khách sau một thời gian được phục dựng lại. Đây sẽ là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa quan họ, giao lưu, truyền dạy quan họ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản. Các cấp quan tâm đến và xây dựng cho cái chỗ nơi sinh hoạt và bảo tồn di sản. Thực sự ra là chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và càng thấy cái trách nhiệm của mình bảo tồn di sản nó lớn hơn. Khi khách đến đi đến chơi nhà là chả là mấy khi. Vâng, những câu ca say đắm lòng người của các liền anh, liền chị, quan họ cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.